Chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế của đài truyền hình CNN. Đầu tiên về vấn đề dầu mỏ, giá dầu mỏ tăng cao làm các doanh nghiệp có nguy cơ lạm phát và phá sản. Giá vàng tăng làm cho các chủ đầu tư rút vốn. Trên sàn chứng khoán tình hình biến động mạnh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp, mời mọi người ngồi xuống. Công ty chúng ta là hãng hàng không mới thành lập. Trong cuộc họp hôm nay, tôi đề ra phương án hoạch định chiến lược mới cho công ty. Chiến lược kinh doanh của chúng ta trong thời gian sắp tới sẽ là mở ra dịch vụ chuyên chở hàng không giá rẻ, cắt giảm mọi thứ rườm rà không cần thiết, dư lượng chuyên chở nhiều nhắm vào tầng lớp bình dân. Giá vé của chúng ta sẽ rẻ bằng nửa giá vé các hãng còn lại. Các anh chị có ý kiến đóng góp gì không? Với giá vé như vậy thì liệu rằng chất lượng của hàng hàng không chúng ta có cạnh tranh lại với chất lượng của các hãng khác còn lại hay không, thưa giám đốc? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải chú trọng về chất lượng để xây dựng hình ảnh công ty. Thì như hồi nãy tôi đã nói, cắt giảm mọi thứ rườm rà không cần thiết, chi phí cắt giảm này sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ của hãng hàng không chúng ta. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Tôi đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ thống nhất và thực hiện kế hoạch này. Không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp ở đây. Và mọi người sẽ thực hiện kế hoạch như tôi đã định. Chúc kế hoạch thành công. Hello, where are you from? I'm from USA. Can you speak Vietnamese? Vâng, tôi có thể nói tiếng Việt. Bạn sử dụng phương tiện hay của hãng hàng không nào để đáp chuyến bay xuống đây? Lucky Ways. Thế tại sao là bạn sử dụng phương tiện của hãng hàng không này? Thoải mái, lady, beautiful. Chào bạn. Bạn thích hãng hàng không nào nhất ? Ở hãng Lucky Airways. Những lý do nào khiến bạn thích hãng Lucky Airways này? Bởi vì nó rẻ và thủ tục không rườm rà như những hãng hàng không khác. Thế rồi, cảm ơn bạn. Được không? Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp, mời mọi người ngồi xuống. Chúng ta đã có vị thế trên thị trường. Tôi muốn công ty chúng ta phát triển hơn nữa bằng cách tìm kiếm thị trường mới. Cụ thể, sắp tới chúng ta sẽ phát hành nhiều loại giá vé mới, mở thêm dịch vụ cao cấp hơn, mua thêm nhiều thiết bị mới để trang hoàng thêm cho máy bay. Các anh chị ở đây có ý kiến gì không? Tôi ý kiến liệu rằng trước giờ khách hàng đã quen với hình ảnh công ty mình là chuyên về dịch vụ máy bay giá rẻ. Vậy bây giờ mình chuyển hướng kinh doanh hướng tới khách hàng hạng sang liệu có thành công không? Và rủi ro là bao nhiêu? Tôi nghĩ việc này không thành vấn đề vì trước giờ công ty chúng ta đã rất thành công rồi. Nên bây giờ đổi sang thị trường mới chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công thôi. Có ai có ý kiến gì nữa không? Vậy thì chúng ta sẽ thống nhất và thực hiện kế hoạch này. Thưa sếp, tình hình kinh doanh của chúng ta không ổn rồi. Kế hoạch của chúng ta không như dự định, chúng ta đã mắc nợ quá nhiều. Chúng ta vừa mới mua thêm một số máy bay đúng không? Giờ chúng ta mới chuyển vào thị trường mới, nên khách hàng chưa kịp thích ứng đó thôi. Các anh chị có tiếp tục triển khai kế hoạch như dự định? Vậy đi. Sếp ơi, không xong rồi, việc mua thêm máy bay để kinh doanh đã thất bại. Chúng ta nợ nần quá nhiều, không thể thanh toán, có lẽ chúng ta phải phá sản thôi.